Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ Vũ Linh và mối duyên với hai người con nuôi giống con trai y hệt. Theo nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, ông vừa nhận được tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã ra đi ở nhà riêng, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 5 tháng 3. Những năm cuối đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mắc nhiều căn bệnh, ngừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2019. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm 5 tháng 3. Không có vợ con, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có cơ duyên nhận hai người con nuôi là Vũ Luân và Bình Tinh. Khi về già, ông được con nuôi cùng các cháu săn sóc. Không có con ruột nhưng ở tuổi xế chiều, ông vẫn được an ủi chăm lo bởi con nuôi. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân là trường hợp đặc biệt khi có cái tên trước cái nghề. Trong chương trình Ký ức ngọt ngào, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho hay mình trở thành hiện tượng vì ngoại hình quá giống cha nuôi Vũ Linh. Nhờ điều này, các bầu show cũng mời anh nhiều hơn và từ những cơ hội ấy, anh được gặp nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngoài đời thực. Đạo diễn cứ hở hát vai con là mời Luân đóng với ba. Từ chuyện cho con ở trên sân khấu, ra ngoài đời ba Linh nhận Luân làm con nuôi luôn. Vở đóng đầu tiên với ba Vũ Linh là Lỡ Chuyến Đò Thương. Nghệ sĩ Bạch Long là người đầu tiên phát hiện tài năng của Vũ Luân. Vũ Luân sớm nổi tiếng vì ngoại hình giống ba nuôi như con ruột. Nhiều năm qua, Vũ Luân vẫn thường gần gũi quan tâm ba nuôi. Ngoài ngoại hình, con nuôi cũng giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đường tình duyên lận đận. Anh từng chia sẻ không còn hứng thú với chuyện tình cảm sau hai mối tình đậm sâu. Bước vào ngưỡng tuổi ngũ tuần, Vũ Luân vẫn lẻ bóng. Không chỉ giống ba về ngoại hình, chuyện tình duyên của anh cũng lận đận. Đã ở tuổi ngũ tuần nhưng anh vẫn chưa để tâm chuyện vợ con. Người con nuôi còn lại của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Bình Tinh. Năm 2009, cô được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận nuôi. Trong vở Tuồng Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ ở rạp Trần Hưng Đạo, Bình Tinh nhận vai Hoàng Hậu, vợ của ba Vũ Linh. Cô đỡ sợ hơn vì không diễn chung với ba, nhưng sau khi diễn xong, ba lại chủ động nắm tay mình để cùng chào khán giả, khiến nữ nghệ sĩ khi ấy run lập cập. Từ cơ duyên này, Bình Tinh đã trở thành con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bình Tinh cũng là một người con nuôi tài năng của Vũ Linh. Tuy may mắn có người ba nuôi danh tiếng, nhưng Bình Tinh khẳng định cô không được trải thảm đỏ như nhiều người nghĩ. Bình Tinh chỉ nỗ lực học những tinh hoa của ba để hỗ trợ cho lối đi riêng của mình. Cô không mượn hào quang của người thân để thăng tiến. Bình Tinh cho biết mình chỉ học hỏi tiếp thu những tinh hoa của ba nuôi. Tháng 2 2023, Bình Tinh cũng mới vừa hé lộ tình trạng của giọng ca Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Tôi vẫn theo sát để chăm sóc cho ba. Tôi chỉ mong ơn trên phù hộ để ba Vũ Linh có nhiều sức khỏe để quay trở lại biểu diễn, đồng thời dạy dỗ cho thế hệ con cháu. Đáng tiếc, mong mỏi ba sớm khỏe, quay trở lại nghề nay đã không còn có thể thực hiện. Bình Tinh rất thương quý, chăm sóc ông khi ông bệnh tật. Ông đã được sống trong tình yêu thương của mọi người. Hiện tại, thông tin về tang lễ của nam nghệ sĩ vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều đồng nghiệp khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối trước tin ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Tài Hoa. Bên cạnh đó, nếu bạn cũng muốn hóng hớt những tin tức xoay quanh sau việc, thì vào ngay tin mới nhất để có thể cập nhật. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.